ăn đến nhà cùng xử lý cái ban bệnh này cực kỳ thú vị cùng với lớp buổi tối của Tiến ha. À, trước mặt các anh là khóa học buổi tối, anh em đang thực hành xử lý cái ban này cho cũng xe thợ luôn. Xe này là xe của nhà luôn đấy, xe của anh thợ. Xe của anh thợ này trước khi đi học sửa chưa có được, mà sau khi đi học về sửa vẫn chưa xong. Đó. Bây giờ mời anh em cùng ra sửa. Ông cười cái gì ông thân? Hả? Ông thân cười cái gì á? Rồi mời anh em nào. Đây con xe này đang bị bệnh gì đây? Hiện tại là chiếc xe này đang có lỗi là lỗi 79. À 79. Và anh em đang khắc phục xử lý. Tất cả các hành vi nói chuyện của các anh đều được ghi âm lại nhá, cho nên các anh mình phải nghiêm túc thực hành nhá. Xe này là bị ban thật nha anh em, và xe này là xe của một anh học viên, xe nhà đấy. Mà điều kiện không cho phép nên là không đi sửa ở đâu được, phải tự sửa. Lo mà học hành đi. Chiếc xe này thì hiện tại là đang bị lỗi 79 nha anh em. Và sau một hồi nghiên cứu thì vẫn chưa tìm ra bệnh đây. Làm sao mà tính được? Ra chưa? Phải cái đường ngang giữa. Ngang nè. Thì xin chia sẻ với anh em là cái ban bệnh mà liên quan đến 61 thì chúng ta mới cần phải đo đạc đường dây. Còn với cái lỗi mà 79 và 37 thì anh em chỉ cần nhớ cho tôi, đó là nguyên nhân là dư gió, hiểu không ạ? Đó là nguyên nhân dư gió, thì chúng ta chỉ cần khắc phục kỹ cái đường gió là được. Nhưng nói chung là nó hở rồi đúng không? Nhưng mà nó hở là hở cái bề, tức là nó nứt luôn hay là nó hở chỉ hở cái gò? Mất miếng luôn này. Nó mất miếng nhưng mà nó có ấy không? Mất miếng nhưng mà ý là nó có bể tét không? Tét luôn. Nó mất miếng luôn này. Là tét dưới đây gì? Tét chỗ này luôn gì? Nó có cái rãnh chặt này. Gắn nữa không? Nó mất luôn. Mất luôn nhưng mà cái vậy thì bây giờ là cái cổ là mình xiết lấy xiết hết chưa? Xiết hết luôn rồi. Xiết hết rồi đúng không? À, nói chung là nó đang bị ấy rồi, nó bị kiểu như là nó mút, tức là bóp, mình bóp vào nó không thể kín được. Cái này nó chai rồi, chai cái mới đi, cũng điệt. Cái này anh em có thể mua cái cổ hút đấy mình chế vô được mà. Cổ này dễ hơn Noza nhiều. Alo tiếng nghe. Tiếng nghe. Trước tôi mua rồi mình bỏ rồi mua thì anh cắt này bỏ chỗ hai mua thì trên tháo cổ trên đi cái cổ của xe ba gác cũng được xe cái cổ đó luôn không được cổ xe ba gác khác cái này khác ơi nhỏ hơn không phải nó hai mặt cái này mai mình tháo ra bắt đầu mặt liền à mặt liền hai mặt liền không hai bề tháo luôn cái bông mai mà to bông mai thì bông mai đóng to mai ấy á nếu con mai á có viên cũng vô bông mai sao không bự còn, nó có cái phần lồng cao su để gánh ở mai á con mai á bông mai mình nó cứ gắn con nhôm á con nói keo không có keo nào chỗ đấy mà bịt được rừng đó hết keo nào bịt được lắc lư rồi nó xúc rồi không keo rồi nó nghiêng rồi nó nở rồi lúc mình đè tay cho lỡ nở rồi dạ bây giờ ai đứng trước không được trời ơi không làm được không thì đỡ đi nữa này về tính chứ không làm được đâu quấn không được đâu su non không được cái gì su non không được su non này keo cho làm được này quấn lấp đạm mà đi đỡ đi mai về chết thì từ từ là thầy có cái cỏ nào không đó thì từ đến thầy ông có cái cổ nó nè. Dạ, cái pha này là ông này đâu mình phải thử trước chứ. Hả? Chắc là pha này là ông kia cũng hơi đuối rồi dắt qua đây. Vâng. Điệp vào ông ra. Vâng. Xe này theo. Đây xe của ông này. Xe của đại ca mà. Xe của ông này. Mình đó. Ôi trời. Tưởng là xe nào. Đó nó đây. Thầy có cái cổ nào không thầy? Cái cổ này mua đâu ra, cái cổ nó không có đâu, cái cổ này hiếm lắm, cổ này toàn phải chế đó. Đây cổ bình bông mai đánh vô. Cổ lớn lắm. Quấn đầy với cái rãnh rồi, quấn còn gọn như đây, hết rồi cái rãnh.
Chào tất cả anh em trên Facebook nha. Chào tất cả anh em Facebook đang theo dõi cái nick Facebook Tiến Bình Dương Thật. Nick Facebook Tiến Bình Dương Thật là cái nick Tiến Bình Dương phải có chữ V, dấu tích đằng sau nha các anh. Rất nhiều anh em vẫn đang nhắn tin với một số cái nick giả mà anh em vẫn không hề biết, thật là buồn. Đây là anh em đang khắc phục cái lỗi 79 trên dòng Novo. Thì đối với lỗi 79 thì anh em cứ nhớ cho tôi là lỗi dư gió. Thì miễn làm sao đừng để dư gió là được. Hiểu không? Thì đây là cái cách khắc phục của chủ xe. Và đây là chủ xe nhá, chủ xe đang xử lý cái lỗi 79 đó cả nhà. Đó là đo dòng thôi nha. Đo đa mát là không có điện đâu. Đo đa mát là không điện. Còn nếu đo đa mát mà bất kỳ dây nào có điện là có vấn đề ha. Là mâm hư rồi. Thì xe nào chở đấu 3 giây anh? Tức là cái mâm của nó đã 3 giây rồi, anh đấu của ẹt thì bây giờ phải 3 giây. Đi hai con sạc của 3 giây, hiểu không? Phén nó ở trong, nó hút hết vào trong. Là mình phải lấy cả hai dây ra. Là mình phải lấy cả hai dây ra con một bình. Hả? Là lấy cả 4 dây ra con một bình. 4 dây gì? Ra hai sạc này, nó ra hai sạc thì 4 dây, thì trong đó có hai dây đen, hai dây đỏ thì em câu chung thành một. Là câu hai chung này một đấu xong hết. Đấu xong sao? Thành ra 4 dây câu vào. 4 dây nhưng nó chỉ dùng 2 dây. 4 dây nó là 2 dây đó. Hiểu biết không? Cái đó người ta gọi là câu song song. Còn dưới lên là câu. Cảm ơn Duy Cường. Theo mọi người thì chủ xe khắc phục cái lỗi 79 kiểu này có hết không ạ? Không. Nếu ai bảo hết thì thả tim, còn ai bảo không hết thì nhấn like. 50-50. Còn 50-50 thì chia sẻ video. Rồi, có người thả tim rồi, ok. Nghỉ làm sao được anh Tân, đang học mà. Người thành công không bao giờ nghĩ đến chữ nghỉ nha. Không bao giờ đi trễ. Không bao giờ nghĩ chứ nghỉ. Vậy mà hôm qua người đi trễ. Thành công là không có lý do. Đúng, chính xác. Người thành công là không lý do. Ô sao ít tim thế? Thả tim, thả like đi bà con. Trời đất. Cả buổi tối mới được 200 người. Buồn thiệt chứ. Mọi người phải thả like cho lớp đi chứ này. Lớp này là lớp đầu tiên của ấy nhá, của 2022 ban đêm á. Tiến hay vậy? Thần kế đã. Đây gì đây? Chồng mình xây giấc khỏe. Có rớt điện thoại thì đừng có nhặt nha anh em. Thả tim thả like. Trời ơi, thả tim bắn tim đi bà con. Trời ơi. Mấy khi lớp trực tiếp. Nói thật với anh em là kể từ khi dịch đúng 30 tháng 4 của năm ngoái cho đến năm nay á, là đúng tròn 1 năm nha. Đúng tròn 1 năm thì năm nay mới có cái video để trực tiếp cho anh em á. 1 năm nay rồi đó các bà con ạ. Ok. Bao xài nhá, bao xài nhá. Bao xài. Hay là xử lý cái này. Cảm ơn anh Sơn Cao, nay thầy cũng không dạy đông, dạy có 10-15 người đổ về thôi nhá, không dạy đông nữa. Cái này thì không cần đâu, cái này thì đâu cần gắn trước. Cái xe mới cần gắn trước nè. Ai? Khánh nào? Thằng Khánh thầy quay lên nó thấy em. Lên đây. Lên đây nhậu. Mười giờ đêm cập nhật máy nhá. 10 giờ đêm mở máy cập nhật cho. Mày chưa đưa tiền cho đệ cho thầy đâu nhá. Đệ chưa đưa tiền đâu nhá. Cáp đệ lấy mà tiền chưa đưa đâu nhá. Cho đánh vào đây hôm nay không xỉn đâu, giả vờ xỉn thôi, không xỉn đâu, đừng có tào lao. Không, giờ ngoan rồi, massage mất siếc gì. Mấy thằng đang nuôi vợ bầu mới cần massage.
Rồi. Vâng, cảm ơn anh Bá Đức Esipro nha. Không có làm máy nhưng không có kêu nhắn ron. Kêu nhắn ron có chứ nhưng mà hết rồi. Mà kêu nhắn ron các bạn làm gì? Để giữ cái sim thôi hả? Giữ cái sim thôi hả? Lấy sim mỡ bò chịu nhiệt đi, lấy ít thôi, một tí thôi đó. Lấy sim mỡ bò chịu nhiệt thôi. Đó, đây là cái này đó. Ừ, đó. Bỏ ly bia đen vô là hết lỗi 79 kìa anh em ơi. Có người nói nha, không phải thầy nha. Con gà. Cái bài học lỗi 79 này thì lớp này của chúng tôi đã được học rồi. Còn bây giờ là anh em đang gặp xe thì đúng cái xe của nhà đang đi luôn. Trước khi anh ấy đi học anh ấy chưa làm được. Và sau khi anh học anh ấy đi học về xong anh ấy cũng chưa làm được luôn. Và cuối cùng là bây giờ anh mới mang lên lớp nhờ các chiến hữu, sư huynh để hỗ trợ. Hôm nay thì tôi cũng chỉ đứng xem thôi chứ tôi cũng chả biết làm gì cả. Không có cửa để làm. Không có cửa để làm, anh em dành hết rồi. Rồi chúng ta khởi động máy lên. Rồi lấy tay bịt chỗ. Vẫn còn thấy không? Vẫn còn. Chưa thể thành công được. Vẫn chưa thể thành công được. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho anh em đang phát trực tiếp cho anh em coi nhá. Cho anh em coi là tại sao tôi lại nói chưa được. Đây, ra anh nhờ tí đi. Lấy là trên YouTube, còn bây giờ là Facebook nha. À, trong trường hợp mà anh em nổ máy lên, dòng xe, tất cả dòng xe FI mà dòng Yamaha mà khi mà bị lỗi 37 hoặc là lỗi 79, thì đối với cái trường hợp mà anh em làm xử lý xong á, thì anh em muốn biết cái kết quả đã đạt hay chưa, thì anh em sẽ cho máy nổ. Sau khi cho máy nổ lên thì anh em hãy dùng tay bịt cái cổ boe này lại, bịt cái đầu đường gió vào, đầu đường vào này, bịt thật chặt. Nếu mà các bạn bịt thật chặt mà xe vẫn nổ máy được thì nguyên nhân có thể là vẫn đang bị hở gió. Còn nếu như đường gió mà anh em làm tốt rồi mà động cơ nổ, anh em dùng tay anh em bịt kín lại thì chắc chắn nó sẽ không thể, nó sẽ không thể là có găng ti được nha. Bắt buộc nó phải chết máy thì mới là tuyệt vời. Còn nếu không chết máy là chưa được. Đó, đó là cái cách để chúng ta xử lý. Lấy thầy nói các em rồi mà. Không cái bộ phận này là không liên quan nữa. Không liên quan. Tại vì mình đã tìm ra nguyên nhân rồi, là nó bị ở khu vực đó rồi thì mình cứ khoanh vùng chỗ đó thôi. Hiểu chưa? Không liên quan. Còn nếu trường hợp này nè, thì nếu trường hợp em nghi ngờ kim phun á cũng rất là dễ thôi. Em có thể là gì, dùng tay em bít, em bịt kín cái ống này lại, sau đó mở cái cổ dục hẳn cái họng ga ra ngoài luôn để cho xe nổ, rồi dùng tay bịt kín cái cổ hút này lại, dùng tay bịt kín lại thì theo nguyên tắc là xe không nổ. Nhưng nếu em bịt kín mà xe nó còn nổ thì đó chính là hở do kim phun. Hiểu ý chưa anh em? Ừ, đó mình hiểu đơn giản thôi. Chung quy lại là cứ cái lỗi 79, hiểu không? Nhớ anh em cứ nhớ cho tôi là cái lỗi 79 và lỗi 37 là lỗi dư gió. Còn nguyên nhân thì chúng ta làm sao nhỉ? Đã được học rồi, các bạn được học rồi thì đó, nguyên nhân nó nhiều nguyên nhân đúng không? Đó, mọi người nhớ cho tôi nhá. 37 79 là nguyên nhân gì? Nhiều nguyên nhân lắm, hiểu không ạ? Rất là nhiều nguyên nhân. Ừ, rất là nhiều nguyên nhân chứ không phải một mình nguyên nhân này ha. Đó, rồi cứ test đi. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Nổ rất êm. Nhưng mà bịt tay vào này, không chết máy là không được nha. Chắc chắn nó rồi, thầy cũng phải coi, thầy bảo đảm đệ luôn. Cứ chạy vài ngày đúng không? Là bị lại treo cái này. Đúng rồi, lúc bị đúng không? Và đặc biệt là cứ bị vài ngày xong lại treo. Nó lại con Văn Từ. Chơi mà sao dài quá, nó không hít. Ô thế thì không được, không phải là không hít mà nó đóng luôn, nó không mở. Rồi, anh dắt vô đây đi. Dắt vô đây đi, dắt vô đi. À bây giờ là gần, bây giờ là mấy giờ anh em?
Bây giờ là 8 giờ đêm rồi, vẫn có một anh à, cũng là học viên cũ thôi. Anh ấy ở mãi Sài Gòn, anh chạy qua đang gặp con Vision. Con Vision trong tình trạng đang gặp con Vision trong tình trạng là cứ làm sao nhỉ? Cứ lâu lâu là bị òa ga một lần. Đó. Thì tôi kết luận là nó bị có thể là treo ga rồi, nhưng mà bây giờ anh ấy muốn tôi kiểm tra chính xác hơn. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra. Em mở cái yên lên, mở cái yên lên. Mở yên lên. Thường thường lâu lâu và ga là đa phần là bị TB, chúng ta thay con TB là được. Đó. Với điều kiện là cái độ dơ của dây ga cho phép. Thì bây giờ xe này độ dơ thì khỏi bàn rồi ha, quá tuyệt vời rồi. Còn như dòng AB125 á, thì nó còn có cái nguyên nhân nữa, đó là bị giãn dây ga. Khi mà mình quay sang trái hoặc sang bên phải là ga nó tự treo. Còn như con này thì chắc chắn là không bị rồi, bởi vì độ dơ của nó rất nhiều. Mở đi, em mở đi. Rồi, lấy cái máy đọc lỗi ở trên cái yên con quay cắm vô. Không, mặt nạ đâu, nằm ở dưới.